bèn đem ngày sinh nhật Hờ Hen Niê để lộ bằng chứng lần đầu tham gia show thực tế. Thưa quý vị và các bạn, lời nói vô tình của Hoa hậu Hờ Hen Niê trong ngày sinh nhật khiến các fan càng thêm tin tưởng cô nàng sắp ghi hình show thực tế mới cùng Á hậu Lệ Hằng. Tuy hôm nay 15 tháng 5 mới đúng là ngày sinh nhật của đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam Hờ Hen Niê, nhưng cô nàng đã sớm nhận được vô vàn lời chúc mừng tuổi mới từ người hâm mộ, đồng nghiệp và dàn Hoa hậu quốc tế, những người bạn thân thiết hỗ trợ top 5 Miss Universe trong 2 năm nhiệm kỳ, còn bí mật trang trí tại nhà, tặng nhiều món quà khó đỡ khiến Hờ Hen Niê vô cùng bất ngờ. Trong khoảnh khắc xúc động, người đẹp ED đã vô tình tiết lộ kế hoạch công việc sắp tới, trong đó có đợt ghi hình kéo dài 30 ngày khiến các fan chắc chắn Hờ Hen Niê sẽ tham gia ghi hình trong một show thực tế. Hội fan của Hoa hậu Hờ Hen Niê không thể không phì cười khi cô nàng về nhà lúc 2 giờ sáng với gương mặt phờ phạc, lớp trang điểm lèm luốc nhưng vẫn trân trọng bánh sinh nhật được tặng trong ngày mừng tuổi mới. Khi vào nhà, Hờ Hen Niê nghẹn ngào nước mắt vì những món quà không đụng hàng mà bạn bè thân thiết tặng như xoài chua, hạt dưa, mì ăn liền. Trong khoảnh khắc bất ngờ xen lẫn hạnh phúc vì cảm nhận được tình cảm của người thân bè bạn, Hờ Hen Niê tiết lộ cô không có đủ thời gian chuẩn bị cho lịch trình sắp tới, đặc biệt là chuỗi ngày ghi hình kéo dài. Lời than thở, ngày mai 8 giờ phải có mặt ở đại sứ quán. Đồ để đi quay cho 30 ngày còn chưa xếp, giờ không biết cách nào để soạn đồ, không nhớ phải lấy những gì xếp, khiến các fan càng thêm tin tưởng Hờ Hen Niê sắp tham gia một chương trình truyền hình thực tế kéo dài tận 1 tháng. Trước đó, thông tin Hờ Hen Niê cùng Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 Lệ Hằng cùng tham gia một show thực tế vận động khiến người hâm mộ, đặc biệt là cộng đồng fan sắc đẹp thích thú. Hai nàng hậu gặp gỡ tại Miss Universe Việt Nam 2017. Sau đó Lệ Hằng trở thành một trong số những cố vấn chia sẻ kinh nghiệm cho mượn trang sức khi người đẹp ED chuẩn bị thi nhan sắc quốc tế. Có nhiều thông tin cho rằng Hờ Hen Niê sẽ lần đầu tham gia một show thực tế cùng Lệ Hằng. Hai người đẹp cùng bước ra từ Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Thế nên khi Lệ Hằng và Hờ Hen Niê thực hiện bộ ảnh chung, cùng sắp xếp lịch trình để ghi hình dài ngày, các fan nhiệt tình ủng hộ tem Hằng Hen sẽ kết hợp thật ăn ý để khán giả được khám phá nhiều điểm thú vị đáng yêu của hai nàng hậu cá tính này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy bấm đăng ký kênh tin tức 24 giờ TV để theo dõi mỗi ngày. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật và cung cấp những thông tin nổi bật nhất. Quý vị hãy nhớ đón xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.